Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Chư Pứ vừa tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Chư Pứ đã tổ chức thành công 4 kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện và 14 phiên họp thường kỳ hàng tháng cùng với giao ban hàng tuần, đồng thời tổ chức giám sát các nội dung theo kế hoạch như việc chấp hành pháp luật về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn huyện theo tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, giám sát công tác chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, hiệu quả khai thác sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Sau các đợt giám sát, khảo sát đã có các báo cáo và các kiến nghị gửi đến các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện khắc phục. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp xúc cử tri 4 đợt tại 36 điểm thuộc 9 xã thị trấn với khoảng 4.500 cử tri tham dự.